Mặc dù có nhiều tranh cãi về chiều dài của sông Nin và sông Amazon, tuy nhiên kỷ lục Guinness vẫn công nhận sông Nin là con sông dài nhất thế giới. Vị trí số 2 là sông Amazon với chiều dài 6.400 km. Vị trí số 3 là đại diện của châu Á, sông Trường Giang với chiều dài 6.300 km. Sông Mekong ở vị trí số 12 với chiều dài 4.350 km. Sông Nin theo tiếng Ai Cập cổ có nghĩa là sông lớn, là một con sông chảy về phía bắc nằm ở khu vực đông bắc của châu Phi, với tổng chiều dài khoảng 6.695 km. Sông Nin là sông chính của khu vực Bắc Phi, chảy qua 11 quốc gia là Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Nam Sudan, Cộng hòa Sudan và Ai Cập. Dù là sông dài nhất thế giới, nhưng sông Nin có diện tích lưu vực chỉ vào khoảng 3,3 triệu km2, bằng 1/2 so với lưu vực của sông Amazon. Lưu lượng trung bình của dòng sông này cũng khá nhỏ, chỉ khoảng 2.800 mét khối trên giây. Sông Nin có hai dòng chảy chính là sông Nin trắng và sông Nin xanh. Sở dĩ có tên gọi này là vì màu sắc nước sông của hai nhánh này khác nhau. Sông Nin trắng có màu trắng đục do đất sét, chiếm khoảng 16% lưu lượng nước sông Nin. Nin trắng thì bắt nguồn từ hồ Victoria, hồ lớn nhất của châu Phi, nằm giữa Tanzania, Kenya và Uganda. Còn sông Nin xanh lại là nguồn cung cấp nước chủ yếu, chứa hơn 80% lượng nước và phù sa. Vào mùa lũ, nước Nin xanh có màu đen nên người dân Sudan gọi là Nin đen. Nhưng trong tiếng Sudan, xanh và đen là một từ nên những nơi khác hiểu nhầm gọi là Nin xanh. Nin xanh bắt nguồn tại hồ Tanna trên vùng cao nguyên Ethiopia, chảy dài 1.400 km tới thủ đô Khartoum của Sudan, gặp Nin trắng. Sau khi hội tụ thành một dòng duy nhất, sông Nin chảy qua sa mạc Sudan ở đoạn phía bắc và đi vào Ai Cập. Tại đây, dòng sông chảy thẳng ra biển Địa Trung Hải. Đoạn cuối trước khi chảy ra biển, nó lại chia thành hai nhánh là nhánh Rosetta và nhánh Damietta. Trong số 11 quốc gia mà sông Nin chảy qua, Ai Cập là quốc gia gắn bó sâu sắc nhất với dòng sông này. Cũng giống như sông Ấn, sông Hằng hay sông Trường Giang, sông Nin đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần tạo dựng nền văn minh Ai Cập cổ đại. Người dân Ai Cập xem sông Nin như một vị thần thiêng liêng và hàng năm tổ chức lễ mừng sông Nin vào khoảng giữa tháng 6 khi dòng sông Nin bắt đầu ngả màu xanh, báo hiệu lũ sắp về. Bên cạnh đó, sông Nin cũng là nguồn cảm hứng sản sinh ra vô số những câu chuyện thần thoại về các vị thần Ai Cập như thần Osiris hay là nữ thần Aisiron. Sông Nin cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng các kim tự tháp ở Ai Cập. Để có thể chuyên chở những khối đá nặng hàng chục tấn, người dân Ai Cập đã lợi dụng sức mạnh của dòng chảy sông Nin để đưa đá từ thượng nguồn về hạ lưu. Với lưu lượng nước khoảng 300 triệu mét khối trên một ngày, sông Nin là nguồn sống của hơn 300 triệu người dân châu Phi và là nguồn cung cấp nước chính cho Ethiopia, Ai Cập và Sudan. Tranh chấp đã xảy ra khi đập thủy điện Đại Phục Hưng của Ethiopia được khởi công xây dựng vào năm 2011, khiến cho Ai Cập và Sudan tức giận, phản đối vì lo ngại sẽ làm giảm mực nước ở hạ nguồn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của đất nước này. Hiện nay, tranh chấp vẫn còn đang căng thẳng.